Hai các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kha Đạo của bọn mình ha. Hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Win cơ bản trực tiếp từ Microsoft ha. Đầu tiên á, các bạn phải có cho mình á là cái USB. Ở đây á, mình xài USB 32GB nha. Các bạn chỉ cần USB 8GB thôi là được rồi. Rồi, sau đó các bạn format USB ha. Đưa nó về cái chuẩn là NTFS nha. Format USB cũng dễ thôi. Các bạn nhấn chuột phải, chọn mục format, rồi chọn NTFS nha. Rồi nhấn sạc thôi là xong. Sau đó các bạn vào disk PC và chọn mục manager ha. Tiếp đến các bạn chọn mục này giống mình và kiểm tra xem mấy cái dòng chữ bên đây nè, nó có chữ gì nha. Các bạn để ý nha, ở đây mình nhìn á, nó có chữ EFI nè, nhìn từ trên xuống dưới thấy chữ EFI, có nghĩa là máy tính của mình á, nó đang boot theo chuẩn UEFI. Xíu nữa mình sẽ tạo cái USB á, boot theo chuẩn UEFI để mình cài vô. Còn nếu mà máy tính của bạn á, nó không có chữ EFI thì có nghĩa là nó boot theo chuẩn legacy nha. Rồi, tiếp đến bây giờ các bạn hãy lên Google nha và gõ chữ này cho mình. Sau khi gõ xong á, các bạn hãy vô web này, trang đầu tiên nha. Sau khi vô, nó sẽ dẫn bạn đến trang chủ của Microsoft ha. Và các bạn hãy chọn tới mục Download Tool. Đây, tool mình đây. Giờ mình sẽ chọn thư mục định tải nó về. Rồi, sau khi tải về xong á, các bạn bật nó lên, chọn Z giùm mình nha. Các bạn đợi xíu cho nó chạy ha. Tiếp đến các bạn bấm vào mục này với mình. Các bạn chọn dòng thứ hai nha và nhấn Next. Rồi, đây là Win mặc định nè, nó sẽ tải xuống cho mình. Mình muốn chỉnh lại thì mình nhấn dấu tích vô nha, nó sổ ra. Thông thường ở đây á, mình sẽ chọn là Yến Liệt United nha. Rồi, tùy theo cấu hình máy thì mình sẽ chọn 32 hoặc 64 bit. Nếu mà RAM máy tính của các bạn á dưới 3GB thì mình chọn 32 bit. Còn RAM máy tính của các bạn trên 3GB á, mình chọn 64 bit nha. Rồi đây là Win 10, mình sẽ tải bản Win 10 về 64 bit. Bấm Next nha. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo cái file ISO nha các bạn. Chọn dòng thứ hai rồi bấm Next. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn thư mục tải về. Mình sẽ bỏ vô thư mục download luôn nha. Và save. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi nó tải về thôi. Rồi, sau khi tải xong á, các bạn nhắn cho mình dòng này. Rồi, bây giờ các bạn hãy vô cái mục mà các bạn mới vừa tải xuống á, xem coi nó có trong đó không. Đây, Win của mình đây. Nó tầm 4GB, 4GB8 rồi. Rồi, tiếp đến. Các bạn tải cho mình cái phần mềm để boot Win nha. Các bạn vào trang chủ Google, tìm từ khóa là phần mềm Rufus. Rồi, tiếp đến các bạn hãy tải nó về ha. Đây, rồi mình cũng chọn thư mục download thôi. Rồi, sau khi đã tải nó về, các bạn vô thư mục vừa tải xuống, các bạn mở nó lên ha. Nó hiện dòng thông báo này,
Các bạn nhắn nô giùm mình ha. Rồi. Tiếp đến. Dòng đầu tiên nè. Các bạn chú ý cho mình. Chọn đúng vô cái USB mà các bạn định book win ha. Ở đây nó tự mặc định nó đã chọn sẵn cho mình rồi. Tiếp đến. Các bạn nhấn vô dòng này. Và tìm bạn win mình mới tải xuống á. Nhấn chọn bên nó. Sau đó các bạn để ý cho mình nè. Dòng này nó hiện chữ GPT. GPT nó sẽ bút theo dạng chuẩn UFI nha. Giống như lúc nãy mình nói vậy đó. Còn mấy bạn nào bút theo chuẩn Legacy á, mấy bạn hãy nhấn MBR. Nó sẽ bút theo chuẩn Legacy. Còn máy của mình nó đang theo chuẩn UFI, mình sẽ bút theo chuẩn GPT nha. Sau khi đã chọn xong hết, các bạn nhấn sạc và đợi cho nó chạy thôi. Ok giúp mình nha. Vậy là đã xong rồi đó các bạn. Các bạn đóng tab cho mình nha. Vào PC xem thử. Đây. Nó có dòng setup với auto run là file đó ok rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt thôi. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần cài win nha. Các bạn hãy gắn cái USB mà mình mới tạo boot win 10 á, các bạn gắn vô máy tính. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn nút nguồn để khởi động máy tính. Sau khi nhấn nút nguồn, các bạn nhấn delete liền liền cho mình nha. Nhấn phím delete liên tục luôn. Rồi. Sau đó nó sẽ vô cái giao diện BIOS. Các bạn tìm mục setting và chọn cho nó. Mỗi cái BIOS này nó có giao diện khác nhau, nhưng nó cũng sẽ có một là boot để cho các bạn chọn. Chúng ta sẽ chọn vô một boot nha. Tiếp đến, các bạn vô boot option 1 á. Các bạn tìm đến mục USB của mình. Đây, có USB mình nó tên là Kingdom nha. Mình sẽ chọn cho nó. Và theo cái chuẩn là UFI, mình chọn cho nó. Rồi, sau khi đã chọn nó vô mục 1 xong, mình nhấn F10 và nhấn Enter để cho nó lưu lại. Và bây giờ chúng ta chỉ đợi để cho nó chạy win lên thôi. Đây là giao diện cài win nha. Mấy thông số này các bạn để mặc định cho mình đi ha. Tiếp đến, các bạn nhấn next giùm mình. Sau đó nhấn insert now. Và tiếp đến, các bạn chọn dùng mình dòng chữ này nha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ chọn win mà chúng ta muốn cài vô máy tính. Ở đây mình sẽ chọn win 10 Pro nha. Các bạn nhấn dấu tích vô đây và nhấn next giùm mình. Chúng ta sẽ chọn mục 2 nha các bạn. Ở đây là ổ đĩa của các bạn đây nè. Chúng ta sẽ chọn vô ổ đĩa và nhấn delete giùm mình nha. Nhấn ok. Mà trước khi chúng ta cài win á, các bạn nhớ sao lưu dữ liệu mình vô ổ cứng nào đó đi nha. Rồi chúng ta hãy cài win lại. Ai mà có dữ liệu quan trọng á thì chúng ta hãy sao lưu nha. Rồi, sau đó chúng ta nhấn ok. Đây, nó hiện lên dòng chữ này là được nha. In local. Và nó chữ net nó đã hiện cho mình bấm rồi nè. Chúng ta sẽ bấm vô net tiếp nha. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ đợi cho nó chạy thôi. Đến bước hủy đơn thông báo này, các bạn hãy rút USB ra nha. Và để cho máy nó tự reset nó mở lại.
Rồi. Chúng ta nhấn nét nha. Nét luôn nha các bạn. Rồi skip. Chọn mục đầu tiên, nhấn nét tiếp. Rồi, chúng ta chọn apply. Rồi, chọn theo mình tiếp nha. Bước này là chúng ta sẽ điền tên máy tính. Mình sẽ điền là admin. Nếu ai muốn đặt mật khẩu thì chúng ta sẽ gõ mật khẩu vô. Còn không muốn đặt mật khẩu, chúng ta bấm nét tiếp. Các bạn chọn accept giùm mình. Chọn tiếp. Đến bước này, xem như là chúng ta đã cài thành công Win 10 trên máy tính rồi nha. Rồi, Win 10 này nó sẽ tự động cập nhật driver cho các bạn. Nó sẽ không có rắc rối như Win 7, nên các bạn cứ yên tâm ha. Nếu các bạn nào mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận dưới comment nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Các bạn xem nhớ nhấn like, subscribe dùm kênh nha, để kênh có thêm động lực ra nhiều video hay hơn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.